Ngày 16 tháng 1, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai nữ đối tượng Nguyễn Dương Kiều Vi, 31 tuổi, và Lý Kim Yến, 30 tuổi, cùng chú tại tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu tháng 8 năm 2023, thông qua mạng xã hội TikTok, Vi quen biết với chị Tê, trú tại thành phố Hà Nội. Biết chị Tê kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo, nên Vi nói dối là có quen biết với người tên My, chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc với giá 140 triệu đồng một tấn. Sau đó, Vi giả danh là My để nhắn tin với chị T trao đổi thông tin về việc nhập hàng. Cho thấy giá nhập cao nên chị T đề nghị nhập 0,5 tấn với giá 70 triệu đồng. Tuy nhiên, Vi nói với chị T cứ nhập một tấn, nếu không bán hết thì sẽ giới thiệu trợ lý liên hệ các đầu mối giúp để tiêu thụ hết số hàng nhập về. Sau đó Vi dùng nhiều thủ đoạn giả danh, đóng nhiều vai trên các ứng dụng mạng xã hội để lừa chiếm đoạt của chị T tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, Vi còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Trong đó có sự giúp sức tích cực của Lý Kim Yến, hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra mở rộng.